Xin chào anh em nhé. Hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em sơ qua cái cách lắp một cái điều hòa. Thì hôm nay là mình sẽ tận dụng một cái điều hòa để test cho anh em. Thì mình sẽ hướng dẫn anh em cách lắp đặt. Thì đầu tiên là các bạn sẽ tìm một cái vị trí hợp lý để mình treo mặt lạnh và cục nóng. Thì sau khi tìm được vị trí rồi thì các bạn sẽ đo đường ống từ mặt lạnh ra cục nóng làm sao cho phù hợp để cắt dây đồng như thế này. Đấy, để cắt dây đồng cho nó phù hợp để khi các bạn uốn ống cho nó dễ. Thì rồi các bạn sẽ một là sẽ hàn vào như này, hai là sẽ bắt giáp cua. Thì tùy theo mỗi người. Sau khi làm xong ống như vậy rồi thì các bạn có thể là bạn tiếp theo là các bạn đi luồn theo dây nguồn từ mặt lạnh ra ngoài cục nóng. Thì trong mặt lạnh nó có cầu đấu là ba dây như này, đen trắng đỏ, thì các bạn cũng đấu theo đúng màu đen trắng đỏ. Đây là con điều hòa Nhật bãi thì các bạn đấu theo như vậy. Còn nếu mà điều hòa inverter thì các bạn hàng mới mình ấy, thì là các bạn có thể dùng dây ba lõi này cũng được, hoặc là dây bốn lõi thì các bạn đấu dây nào thì các bạn nên dấu vào để khi ra ngoài cục nóng như thế này. Ra ngoài cục nóng như này thì các bạn cứ đấu theo đúng thứ tự. Ví dụ như bên trong kia các bạn đấu là đen trắng đỏ thì ngoài này các bạn cũng phải cắm đúng đen trắng đỏ nhé. Vì nếu các bạn cắm hàng inverter này, khi các bạn cắm nhầm chân, ví dụ như các bạn cắm nhầm sang đỏ sang trắng chẳng hạn, thì là nó sẽ báo lỗi về đường tín hiệu là cắm nhầm không đúng. Đấy, nếu mà máy đang chạy rồi mà các bạn lắp lên mà nó bị lỗi như vậy thì là nó sẽ do là mình đấu không đúng cái chân dây điện như thế này. Rồi thì sau khi đấu được dây điện vào như thế này thì các bạn bắt đầu là luồn bảo ôn. Các bạn lấy bảo ôn các bạn luồn vào, quấn hết vào cái hai cái ống đồng này nhé. Các bạn bọc vào hai cái ống đồng này để cho nó giữ nhiệt các bạn nhé. Giữ nhiệt khi khi ga nó chạy đấy thì là thường nó sẽ bị đổ mồ hôi, thì cái ống bảo ôn này nó sẽ giữ nhiệt cho anh em, để giữ nhiệt cho cái máy nó không bị mất nhiệt. Còn nó mà bị rách ít thì nó cũng không không bị sao. Ok, khi các bạn luôn bảo ôn vào cái đường ống này thì các bạn nên bịt cái băng dính vào các bạn nhé. Bịt băng dính vào đầu ống để cho cái bảo ôn này này, vì trong bảo ôn này nó có cái chất bột, thì khi các bạn mà không bịt cái này vào thì băng dính vào cái đầu ống này thì nó sẽ chui cái bột vào trong ống. Thì khi các bạn luồn vào thì các bạn bịt vào như này là xong, bó dây điện đó luồn bấu mà thôi. Hai cái này nó riêng biệt mà. Rồi đấy, khi các bạn bịt xong rồi thì các bạn cứ luồn vào thôi, luồn vào tận đáy luôn các bạn nhé. Hôm nay mình tận dụng cái máy này để hướng dẫn anh em cách nối cái này cho nó hợp lý. Thì khá là điều hòa rất đơn giản thôi. Quan trọng là các bạn khi làm loe ống các bạn nhé. Khi bạn loe ống này này thì nó hay bị hở đấy, thì quan trọng là cái loe thôi. Còn cái luồn bảo ôn với lại cái đấu dây điện thì nó là thuộc đơn giản rồi. Cái mỗi cái kỹ thuật về nghĩa là về loe thôi. Còn cái luồn bảo ôn quấn này thì các bạn cứ khi luồn xong bảo ôn này thì các bạn quấn bằng quấn vào là xong. Ví dụ cái nhà người ta đặt áp trong nhà rồi, dây điện nguồn trong nhà rồi thì các bạn bỏ lại dây nguồn. Đấy, bỏ lại dây nguồn ra như thế này. Và bên trong. Còn nếu mà dây nguồn của họ ấy mà ở bên bên ngoài đằng sau máy thì các bạn quấn cả luôn. Quấn cả luôn đi theo ra bên ngoài cho nó gọn. Rồi. Bây giờ sẽ tiến hành loe các bạn nhé. Khi luôn xong bảo ôn thì các bạn loe ống. Thì loe ống ở trong ở trên cái bộ loe này thì nó có một cái đầu cạo ba vía. Thì thường khi các bạn cắt ống ấy thì là nó cái ba vía nó hay bị cụt bên trong như này. Đây, thì các bạn sẽ đút cái đầu này và các bạn cạo ra đi. Thì lưu ý cho các bạn là khi các bạn cạo ba vía thì các bạn dốc đầu ống xuống để cho cái đầu ba vía nó rơi xuống dưới đất, nó không bị chui trong ống. Thì bây giờ thợ nhà mình sẽ tiến hành
ngoáy cả bao bia đi, ngoáy mạnh à, đấy, quay được quay xuôi nó sơn mà. Đấy, các bạn cạo hết hai đầu ống rồi là các bạn đút đầu cua nhé. Nhiều bạn loe xong quên không đút đầu cua vào, rất nhiều anh em luôn, kể cả mình cũng luôn, cũng như vậy luôn. Về lúc là công việc nó mãi là các bạn không quên không cắm đục đầu ốc cua vào. Đấy, khi các bạn cạo ba bia xong như vậy thì các bạn sẽ đút rác cua vào thôi. Còn đây là bộ kìm kẹp. Kìm kẹp thì nó có hai mặt các bạn nhé. Các bạn lưu ý là khi có cái mặt nó vát vát như này thì là nó sẽ là mặt loe, còn mặt nó không có độ vát như này thì đây là cái đầu ống ra. Đây thì như vậy là khi các bạn loe thì các bạn phải đút cái đầu ống vào như này này. Mình đang quay một tay nữa. Đây ví dụ như này. Đấy, các bạn phải đút cái đầu ống vào như này ra cái mặt loe bên đây. Thì khi các bạn úp cái mũi loe vào thì là nó mới sẽ tán tán rộng cái miệng ra cái vành này là ok. Thì các bạn sẽ cho thừa ra khoảng tầm 1-2 ly đầu ống, 1-2 ly để khi các bạn vặn vào là nó sẽ giãn loe ra là ok. Đấy, khi các bạn đút rác cua này vào rồi thì các bạn sẽ đút cái kia, cái này phải kéo hết về sau thì mới đút được, đang vướng này. Các bạn cho mũi loe về hết về sau, với lại cả cái đồ kẹp ấn xuống này cũng phải cho hết về lên trên, cái kia chưa đủ đâu. Đấy, các bạn cho cái đầu ống đồng này ra khoảng tầm 1-2 ly, rồi các bạn để cho cái mũi loe vào đúng tâm, không cần đẩy tâm mà đẩy giữa cái dọc sống này là được. Đấy, vì trên cái trục xoay này nó có một cái lỗ, khi các bạn xoay xuống là nó sẽ ép chặt cái lỗ vào là nó vừa giữ cái ống đồng này không bị, khi các bạn ấn cái này nó không bị tuột lại sau. Rồi như vậy khi đúng tâm là cứ thế là vào thôi. Các bạn loe làm sao là không quá bao ba via thì càng tốt nha các bạn. Nếu mà các bạn loe qua ba via là khi các bạn bắt vào là nó hay bị hở qua cái ba via, thì qua ba via là nó sẽ không, khi các bạn vặn nó sẽ không được sự khít. Rồi đã loe xong, như vậy là đã loe xong hai đầu ống nhé. Thì bây giờ các bạn sẽ bắt cái quấn băng quấn luôn, quấn bảo ôn luôn, quấn bảo ôn để các bạn lắp luôn. Đây các bạn lưu ý là ve nó không bị vỡ, vỡ ba via là được. Đó. Và các bạn lưu ý là khi ve trước như này thì các bạn nên để cho cái ống bé dài hơn cái ống to khoảng tầm 1-2 phân, để khi các bạn lắp vào máy là nó sẽ vừa luôn. Chứ nếu các bạn mà để ống bé này ngắn hơn ống to thì khi các bạn bắt rác cua vào là không bắt được, vì ống to này nó cứng. Đấy, ví dụ cái ống bé này mà nó thiếu thì các bạn sẽ không muốn được cái ống to này vào. Rồi như vậy là đã xong, bây giờ là quấn bảo ôn. Quấn sát vào luôn đi chứ không là nước nó chảy ra nhà đấy. Các bạn lưu ý là quấn bảo ôn sát vào ấy nhé, vào tận cổ máy nhé. Và ống nước các bạn phải để dùi ra chứ không các bạn quấn căng là tí nữa lôi ống ra ngoài là nó sẽ bị tụt ống nước ra ngoài và dẫn đến là nước chảy trong nhà nhé. Đó, bây giờ các bạn quấn băng quấn vào nó vào nữa là ok. Thì các bạn sẽ tính cho mình là cái ví dụ cái đường dây điện ra như nào thì các bạn tự tách nó ra để quấn dây nguồn với lại ống đen này vào là một thôi. Nữa đi, quấn quấn này nữa. Các bạn là quấn càng chặt tay thì nó càng ấy nhé. Càng chặt tay thì nhiệt nó càng giữ chặt luôn. Khoảng 30-20 cân. Rồi thế rồi. Thả hai cái ống nước nó lại ấy ra. Nước nó nguồn ra. Cái này là bên mình đã đo trước rồi nhé.
là mình đã test máy và bây giờ chỉ việc quấn thôi, thì tiện thể là hướng dẫn anh em thôi. Đấy, như vậy là cứ thế là quấn đến cuối máy là xong các bạn nhé. Khi loe xong như này các bạn nhé, thì các bạn quấn băng quấn nó chùm cả lên cái này luôn cho nó kín luôn nhé, để khi các bạn đút ống ra ngoài qua cái lỗ mình vừa khoan ấy thì nó tránh cả bụi nó chui vào đây. Nên là khi các bạn quấn vào thì các bạn quấn luôn vào luôn, quấn chùm kín luôn để tránh bụi bẩn khi các bạn run cái ống này ra ngoài. Có nghĩa là các bạn làm sao tránh cho bụi nó không vào cái ống này là càng thì là rất là tốt. Rồi, còn mình thử ở đây là thử bên ngoài thì là mình sẽ không cần phải quấn, vì là bây giờ mình sẽ luôn lắp luôn vào máy. Còn dây điện đầu ra thì các bạn áng cho mình là từ cuối cái đầu ốc này thì các bạn cắt khoảng tầm 20 phân, đây tầm 30 phân như này, thì là nó sẽ tính là nó sẽ vừa lên trên cái mặt ổ cắm ở trên, cầu đấu ở trên. Đấy, như vậy là mình đã cắt đủ nhá. Thế là mình sẽ bắt cái này vào máy là chỗ này nó vừa đủ lên trên cái chân cầu đấu luôn. Bắt này trước đã, dây điện bắt sau. Rồi, bây giờ các bạn sẽ tiến hành lắp cái máy này vào. Thì các bạn lưu ý là khi các bạn bắt ra qua, bỏ ra đừng vặn trước vậy, bỏ hắn cái đầu ốc lên. Đấy, chụp cái này vào đây cho nó bằng như đã, xong bắt đầu mới vặn vào. Đấy, cân cái này vào, chưa cân. Ông nhìn chưa, cái miệng re nó phải cân kiểu như này. Ông vặn cái tay này vào. Ống máy ngắn lại run cục nóng xuống, đây đang để chỗ tự do. Được chưa? Được. Đang vặn tay cho này. Cái này phải vặn tự nhiên được, không được vặn. Đó, được đâu. Được, không phải tự do chứ. Các bạn phải làm sao vặn siết cái ốc, nó phải tay mình siết vào gần hết kịch cỡ là được. Rồi các bạn đã siết ốc ngay từ ban đầu là nó sẽ bị lệch, lệch đầu van, lệch cái đầu mình nghe. Đấy, siết luôn. Các bạn để cái miệng loe nó vừa ôm sát vào cái đầu của máy này, và các bạn vặn bằng tay cho nó siết tự nhiên vào kịch, thì là các bạn chỉ cần vặn kìm một hai ren nữa là nó sẽ tự chặt nhé. Còn nếu mà các bạn mà vặn đấy ông chưa ấy chặt, ông đã vặn là nó sẽ trần cái đó. Con này cũng thế, kìm nó phải chặt, ông sợ ông siết xé này đây. Đấy, cái ống bé này nó thừa các bạn này, thì các bạn sẽ đẩy lại về sau. Thì cái ống bé này nó ngắn cho nên là nó nhỏ, cho nên các bạn có thể uốn được, uốn tay được. Cho đầu ốc xuống đi một tí, nó cong là lại không biết được xuống đâu. Đấy, các bạn muốn làm sao nó cũng vừa tới tầm chụp cái mũ ốc lên là các bạn cũng phải vặn tay tự do nó vào được, thì các bạn hãy siết ốc. Còn nó đã dắt thì các bạn phải nắn cho nó phẳng. Đấy, thế nghĩa là khi các bạn để băng rồi là các bạn chỉ cần siết một hai ren nữa là ok. Khi các bạn luyện chuẩn là các bạn sẽ vặn được chuẩn như vậy các bạn nhé. Còn nếu mà các bạn
nghe không chuẩn là nó sẽ dắt ngay từ ban đầu. Đây, sau đó các bạn cắm dây nguồn vào, dây nguồn vẫn là đèn trắng đỏ nhé, thì các bạn cứ cắm theo đèn trắng đỏ. Rồi, ok, sau đó các bạn đuổi ga nhé. Thứ nhất là khi các bạn đuổi ga thì các bạn có thể là kiểm tra hở luôn nhé. Các bạn sẽ mở van này ra một tí và các bạn kiểm tra những đầu co này, ví dụ nó không hở thì các bạn đuổi hết ga đi và các bạn mở đuổi hết ga ra ngoài và các bạn mở ga mới ra và cho máy chạy nhé. Thì bây giờ mình sẽ tiến hành đuổi khí luôn nhé. Khóa lại ngay. Đấy, trong lúc như này nhé, các bạn sẽ dùng xà phòng để kiểm tra các đầu co này, ví dụ nó hở thì là nó chỉ bị mất một tí ga mình vừa mở thôi. Còn nếu mà các bạn mở một phát hết luôn và các bạn không kiểm tra ở đây mà nó xì là các bạn sẽ mất hết một cái bình ga ở trong cái điều hòa này, thì là các bạn chưa kết nối điện là các bạn không thể hút ga vào được, thì nó sẽ bị mất hoàn toàn. Đấy, giờ ví dụ kiểm tra mà không hở nhá, thì bây giờ các bạn sẽ đuổi hết cái khí cũ đi. Đâu? Con này không ga, con này cái máy mới. Đúng rồi, con này làm đéo rồi ga. Ồ, thế thì không ga, có cầm máy hút trên không nhát đâu. Máy ra đi nhỉ? Con này đang bị hết ga các bạn nhá. Không còn thế nào? Thế có cầm máy hút trên không nhát đâu. Rồi, như vậy là con này đang bị hết ga, thì các bạn sẽ hút sạch ga trong ống này đi và các bạn sẽ lắp ga mới theo cái định mức cân ở đây. Con máy này mình test là hiện tại là bị hết ga. Đây, con này là 630g nhé. Thì các bạn mở hết khóa ga ra và các bạn cho máy hút trên không và hút hết khí ở trong cái đường ống này đi và các bạn lắp ga mới nhé. Thì cái video lắp là nó chỉ như thế này thôi. Khác cái là trong cái máy của các bạn mới là nó có ga rồi, thì con này nó hết ga thì các bạn sẽ làm cái phương án là như vậy. Còn nếu mà còn ga thì các bạn đuổi hết khí đi rồi các bạn mở hết ga ra như này là xong. Thì cái video lắp điều hòa đến đây là kết thúc. Đấy, anh em nào có thắc mắc thì sẽ liên hệ mình sẽ giải thích thêm qua Zalo là 0355 448 274. Xin chào tất cả các bạn.